chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hồ Henie hóa tắc kè hoa, thay đổi thời trang liên tục khi ngồi gây nóng The Next Face Việt Nam 2021. Hồ Henie là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội lẫn truyền thông những ngày qua khi lần đầu làm huấn luyện viên một chương trình truyền hình thực tế, cụ thể là The Next Face Việt Nam. Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam top 5 Miss Universe vừa có màn xuất hiện đầy ấn tượng với hình ảnh đa sắc màu và vô cùng thu hút. Bộ ảnh cũng thể hiện từng mảng màu lẫn hình ảnh mà nàng hậu sẽ xuất hiện trong chương trình lần này. Hồ Henie sẽ đóng vai trò như một người chị từng trải để chia sẻ kinh nghiệm cũng như nâng bước giúp các người mẫu trẻ mở ra một tương lai tươi sáng và vàng rực ánh mặt trời phía trước. Cũng có lúc sẽ quyền lực và bí ẩn trong những phần thi đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của cả đội với hình ảnh tượng trưng là sắc đen xe quyền lấp lánh. Hoặc sẽ là màu tím mộng mơ và một chút lãng mạn để hòa mình vào cảm xúc nhằm có thể làm tốt được những phần thi cần thấy được sự diễn xuất đa dạng, bay bổng và linh hoạt của từng thí sinh. Hay là mạnh mẽ như một chiến binh với những lần lựa chọn các thí sinh về team với một nhiệt huyết cao độ, sự quyết định ai về ai ở lại trong tay với một bộ cánh rực rỡ được khoét táo bạo. Hình ảnh biến hóa đa sắc màu của nàng hậu được tạo nên bởi các nhà thiết kế hàng đầu làng thời trang như Linh San, Đỗ Long, Song Toàn, Nguyễn Đạt, Kevin Lee. Bộ ảnh cũng là thông điệp mà Hồ Henie muốn lựa chọn các thí sinh về team của mình, sẽ là những gương mặt đa sắc màu, biến hóa linh hoạt giữa thời trang cao cấp và thời trang thương mại, đồng thời phải luôn nổi bật hình ảnh của mình trên mạng xã hội và truyền thông theo đúng như một biểu tượng kế tiếp của các người mẫu thời đại 4.0. Hồ Henie chia sẻ về việc ngồi ghế nóng The Next Face Việt Nam mùa đầu tiên. Như mọi người đã biết, Hồ Henie lên từ một người mẫu không ai biết đến. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chỉ có niềm đam mê cháy bỏng với nghề. Những khó khăn của một người mẫu mới vào nghề hay những trải nghiệm đa dạng, Hồ Hen đều đã trải nghiệm qua và hiểu được. Giờ đây, Hen muốn mang đến đây những điều ấy để cho các bạn trẻ thấy rằng bất kỳ ngành nghề nào cũng cần phải có sự nỗ lực vượt bậc thì mới có được thành công. Hen sẽ như một người đồng hành và mang lại cho các em những kinh nghiệm từ chính bản thân mình, từ đó giúp các bạn có thể định hướng đúng đắn con đường người mẫu đầy thử thách ở phía trước. Những ngày gần đây, Hồ Hen nhận được rất nhiều câu hỏi từ mọi người về lý do nhận lời xuất hiện trong chương trình lần này. Cũng có nhiều lời khuyên rằng đừng nên nhận vì sợ Hen mất hình ảnh hay là bị drama từ các chương trình truyền hình thực tế ảnh hưởng. Nhưng từ trong trái tim mình, Hen muốn một phần nào đó hỗ trợ cũng như góp những kinh nghiệm của một cô người mẫu trẻ ngày nào cho đến hiện tại để truyền lại cho thế hệ người mẫu kế tiếp và cho chương trình The Next Face Việt Nam mùa đầu tiên được thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.